mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alphard Computer. Nếu như mà Alienware của Dell đem lại quá nhiều ấn tượng và các bạn chót mê mệt thiết kế đó, thế nhưng mà ở phân khúc quá là cao cấp và các bạn chưa đủ tiền. Còn những dòng gaming khác của Dell thì đem lại quá là nhiều thất vọng. Thế nhưng đó sẽ chỉ là những năm trước mà thôi. Trở lại đường đua laptop gaming từ năm 2021 với sự bắt đầu từ Alienware, thì tiếp nối sự thành công đó, Dell Gaming G Series được làm mới lại với sự ra mắt của G15 5515C. Và trước khi bước vào đánh giá chi tiết về em này thì mình sẽ có một điểm nhấn cho G15 5515C. Thì tuy là laptop gaming, thế nhưng mà sẽ được trang bị sẵn đó chính là Microsoft Office bản quyền Home and Student. Đây sẽ là một nâng cấp cực kỳ đáng giá và hiện tại thì Dell đang dẫn đầu với hai chiếc laptop gần đây nhất mà mình đã review. Trước đó thì sẽ là Dell Virtual 15 3510, cũng được trang bị Office bản quyền trọn đời. Và bây giờ thì sẽ là Dell Gaming G15 5515C. Điều này thì cực kỳ có lợi cho các bạn học sinh, sinh viên khi mà mua laptop vừa có thể học tập, ghi chép với Office bản quyền, vừa có thể chơi game nhé. Tiếp theo trở lại với em nó thì mặc dù đã ra mắt trong năm 2021 vài tháng gần đây, thế nhưng mà mức độ hot thì chưa hề giảm nhiệt một chút nào cả. Có thể nói là Dell Gaming G15 5515C có thể vượt qua hầu hết mọi đối thủ hiện nay trong phân khúc laptop gaming giá rẻ với mức giá quá là tốt, chỉ hơn 25 triệu đồng. Một thiết kế hoàn toàn lột xác này được thừa hưởng từ những gì đắt giá nhất của Alienware. Thiết kế của G15 5515 thì đi theo phong cách không quá hầm hố nhưng mà rất là mạnh mẽ. Màu trắng ở trên em máy này thì mang đến cảm giác rất là sang trọng này, lịch lãm và khác biệt so với tất cả những chiếc laptop khác có trên thị trường. Ở đây thì nó không phải là trắng hoàn toàn mà là sẽ là một trắng ngả xanh có chấm vân nhá. Và đối với những chấm vân này thì nhìn rất là sang. Phần mặt lưng này thì sẽ là sự kết hợp giữa bề mặt nhẵn mịn và bề mặt sần với hình tam giác ở giữa. Ở đây thì rất là mang phong cách của Dell khi mà chúng ta đã có rất là nhiều các mẫu laptop khác được thiết kế với bề mặt sần thế này để chống bám vân tay. Ngoài phần logo ở chính giữa này ra được làm bằng kim loại quen thuộc thì với sự tỉ mỉ của mình, Dell còn đặt thêm một chiếc logo với chữ G ở hông máy và ở khu vực bàn phím để thể hiện dòng gaming G series của mình. Thì đây chắc chắn sẽ là bản đúc của Alienware nhưng mà ở mức giá cực kỳ dễ chịu. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp nhưng mà chất lượng gia công của Dell ở bất cứ dòng máy nào cũng thế, luôn chắc chắn, không có chi tiết thừa, tất cả đều được hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Cứng cáp và bền bỉ thì mình luôn dành cho những dòng máy đến từ Dell. Phần bản lề thì rất là chắc chắn các bạn sẽ phải dùng hai tay mới có thể mở ra được. Sự rung lắc ở màn hình gần như sẽ là không có. Phần khe thoát gió tản nhiệt cũng như là cổng kết nối thì sẽ được đặt ở phần đằng sau của máy. Dell G15 thì cũng đã thiết kế lại phần khe thoát gió tản nhiệt này thành một cụm liền mạch luôn. Điều này thì vừa đem lại sự đổi mới trong thiết kế, sẽ vừa tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn bao giờ hết. Hai bên cạnh máy thì sẽ được trang bị đó chính là giải loa được thiết kế theo đường vắt chéo để có thể phù hợp với tổng thể máy. Ngoài ra thì cổng kết nối cũng sẽ được đặt ở đây luôn. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng LAN RJ45, jack audio combo và cổng nguồn. Về phần màn hình thì màn hình của G15 5515C sẽ được tối ưu cho các hoạt động như là giải trí và đặc biệt đó chính là chơi game. Cạnh viền thì đã được Dell tối ưu làm mỏng đi rất là nhiều. Cạnh trên thì sẽ được trang bị webcam. Kích thước sẽ là 15,6 inch Full HD, tấm nền WPA cho góc nhìn rộng lên đến là 178 độ. Sự kết hợp giữa công nghệ là LED backlit và độ sáng sẽ là 250 nit, sẽ cho chất lượng hình ảnh ở đây khá là tốt. Tần số quét thì sẽ là 120Hz thì sẽ mang đến chất lượng hình ảnh rất là mượt mà này, tránh tình trạng giật hình hay là mỏi mắt khi mà các bạn nhìn vào những chuyển động của game, không gây lóa mắt. Mặc dù trong điều kiện ánh sáng bất lợi nhờ công nghệ đó chính là chống chói anti-glare. Về cấu hình thì sẽ được trang bị đó chính là AMD Ryzen 5 5600H với 6x12 luồng, 8GB RAM, thế nhưng mà sẽ có thêm một khe để các bạn có thể nâng cấp, 256GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Và hãy xem qua phần test game nhé.
Với sự nâng cấp đáng tiền lần này, phải nói là Dell làm rất là tốt với các phần tản nhiệt của máy. Còn bề mặt trên bàn phím này thì gần như là mát mẻ, không hề có một tí hơi nóng nào cả. Mức độ FPS thì cũng ổn định để các bạn chơi được mọi tựa game hiện nay. Xuống dưới phần bàn phím thì bàn phím sẽ được mọi game thủ yêu thích luôn. LED RGB 4 vùng cũng đã được Dell trang bị trên các dòng laptop gaming của mình. Chất lượng bàn phím tốt, phím bấm nảy, mặc dù hành trình phím không quá là sâu, các bạn chơi game hay là gõ văn bản thì đều thích cả. Touchpad thì đối với mình thì kích thước có hơi bé một chút. Tuy nhiên thì cảm giác tracking rất là tốt, cảm ứng đa điểm. Nhưng mà vì là laptop gaming thế nên là mình nghĩ là tần suất sử dụng touchpad cũng ít, thế nên đây sẽ không phải là một vấn đề gì quá là lớn ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn về sản phẩm cả. Tổng kết lại thì với một thiết kế mới lạ và cấu hình được làm mới lại hoàn toàn, sử dụng CPU đến từ AMD đi kèm với các đồ họa RTX 3000 series thì đây xứng đáng là một sự lựa chọn tuyệt vời đối với những game thủ đang muốn cho mình một chiếc laptop gaming vừa đẹp vừa độc vừa lạ, thế nhưng ví tiền lại không cho phép chi quá nhiều nhá. Đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.